Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay ngày mai, nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ chuyển mưa rào. Đến chiều tối mai thì mưa trái mùa cũng sẽ xuất hiện ở khu vực phía Nam do nhiễu động gió đông hoạt động mạnh lên. Trong đó khu vực dễ có mưa hơn đó là ở Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ, có nơi mưa lượng khá đi kèm theo dông mạnh. Như chiều nay tại Bảo Lâm Lâm Đồng cũng đã có mưa to gần 40mm chỉ trong vòng một tiếng. Không chỉ ngày mai, những cơn mưa trái mùa sẽ còn lặp lại trong 3 ngày tiếp theo. Mưa chủ yếu vào chiều tối nên trước 15 giờ ngày mai, khắp Nam Bộ sẽ vẫn nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ tại Biên Hòa là 35 độ, còn thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác sẽ trong khoảng là từ 32 cho đến 34 độ. Tại miền Bắc, dự báo đêm nay sẽ xuất hiện mưa rào ở các tỉnh Tây Bắc Bộ. Sang ngày mai thì sẽ mở rộng sang phía Đông, chủ yếu là mưa ở vùng núi và Trung Du. Còn vùng đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội thì ít khả năng có mưa. Do khối khí lạnh đang yếu đi nên ngày mai miền Bắc sẽ đỡ rét hơn hôm nay. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ trong khoảng là từ 19 cho đến 23 độ. Thậm chí là ở Điện Biên Phủ thì cao hơn vào khoảng là 25 độ. Không khí lạnh yếu đi cũng sẽ làm mưa ở miền Trung giảm rõ rệt. Trong đêm nay chỉ còn mưa nhỏ tập trung ở Quảng Ngãi. Sang ngày mai toàn miền cùng tạnh giáo và nhiều mây. Nhiệt độ ở nửa phía Bắc thì sẽ trong khoảng là từ 22 cho đến 24 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì sẽ là từ 27 cho đến 30 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 5, ban đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn huyện đảo Trường Sa có mưa vài nơi, gió khoảng là cấp 5, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét. Và cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.